Thưa quý vị và bà con, nhờ điều kiện vận tải thuận lợi và thị trường tiêu dùng to lớn, Trung Quốc đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của trái cây Việt Nam. Và trong tháng 9 của năm nay, lô sầu riêng đầu tiên của Việt Nam đã chính thức xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, làm phong phú thêm chủng loại trái cây của Việt Nam tại thị trường này. Thế nhưng, làm thế nào để đáp ứng yêu cầu nhập khẩu của phía Trung Quốc với điều kiện thông quan thuận lợi? luôn là một vấn đề thắc mắc của rất nhiều nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Và để giải quyết vấn đề này, Nông nghiệp Radio mời quý vị và bà con cùng nghe phản ánh của phóng viên Sảnh Hoa, phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền Trung ương Trung Quốc về nội dung này. Một số điều cần chú ý về việc xuất khẩu và vận tải hàng nông sản phẩm xuyên biên giới. Phó phòng tại Ban Quản lý Giám sát Hải quan Hiếu nghị quan Đặng Quang Bình nêu rõ, Trung Quốc đã có tiêu chuẩn nghiêm ngặt về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, ban hành nhiều tiêu chuẩn quốc gia về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam có thể tham khảo tiêu chuẩn liên quan trên trang web về dịch vụ công cộng, tiêu chuẩn hàng nông sản phẩm Trung Quốc. Liên quan đến tiêu chuẩn, tiến hành xét nghiệm dư lượng thuốc trừ sâu trong trái cây tại Việt Nam để đảm bảo các nông sản phẩm xuất khẩu phù hợp tiêu chuẩn của Trung Quốc, những sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn còn phải xin chứng nhận kiểm dịch động thực vật nhập cảnh Trung Quốc với Tổng cục Hải quan Việt Nam trước khi xuất khẩu Trung Quốc. Ông Đặng Quang Bình cho biết, với tiền đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các doanh nghiệp xuất khẩu cần chú ý đến những yêu cầu về nhận dạng nhãn bao bì sản phẩm và khai báo hải quan vân vân. Lấy doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng Việt Nam làm ví dụ, các doanh nghiệp phải căn cứ yêu cầu thông báo về yêu cầu kiểm dịch thực vật sầu riêng Việt Nam nhập khẩu của Hải quan Trung Quốc. Mỗi một bao bì phải viết rõ các thông tin như loại trái cây, nước xuất khẩu, nơi sản xuất, vườn cây hoặc số khai báo, nhà máy, đóng gói hoặc số đăng ký vân vân bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Còn phải viết rõ một dòng chữ exported to the People's Republic of China, tức xuất khẩu sang nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, vận chuyển bằng container, đồng thời phải dán nhận dạng kiểm dịch và kiểm nghiệm. Ông Đặng Quang Bình cho biết, sau khi được phép xuất khẩu, các doanh nghiệp phải chọn những vườn trồng cây. Việt Nam có đăng ký ở cơ quan hải quan Trung Quốc. Khi hái quả, phải rửa sạch trái cây và đóng gói sử dụng vật liệu đóng gói sạch sẽ và vệ sinh. Đồng thời phải sử dụng các biện pháp hữu hiệu như đánh sạch hoặc súng hơi cao áp để làm sạch vỏ trái cây, loại bỏ sinh vật gây hại bám trên vỏ trái cây vân vân. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn phải chuẩn bị sẵn các tài liệu khai báo như giấy tờ kiểm dịch thực vật, giấy chứng minh nơi sản xuất cũng như hợp đồng thương mại hóa đơn do cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam cấp. Sau khi hàng hóa chuyển đến cửa khẩu biên giới thì có thể khai báo xuất khẩu hàng hóa. Vì các loại hàng nông sản phẩm như sầu riêng thuộc loại hàng tươi dễ hỏng, cần có yêu cầu cao về vận chuyển, dự trữ và thời gian thông quan. Phó phòng chuyên về nhiệm vụ tổng hợp hải quan cửa khẩu hữu nghị quan Lý Chính Luân cho biết. Hải quan hiếu nghị quan có kênh màu xanh nhập khẩu hàng nông sản phẩm tươi, thông quan việc thành lập cửa cấp dịch vụ ưu tiên khai báo, ưu tiên kiểm nghiệm, ưu tiên thông hành, đảm bảo các loại trái cây nhập khẩu được kiểm nghiệm tại chỗ, nhanh chóng xét nghiệm và thông quan, đồng thời thực hiện việc cấp dịch vụ hẹn trước thông quan 24 trên 24 giờ hàng ngày để rút ngắn thời gian thông quan nhập khẩu trái cây, nỗ lực đảm bảo độ tươi ngon của trái cây nhập khẩu. Ông Lý Chính Luân nhắc nhở các doanh nghiệp rằng, trong thời kỳ đại dịch COVID-19, cửa khẩu Hiếu nghị quan đã triển khai mô hình vận chuyển hàng hóa không tiếp xúc. Vì vậy, ông đề cập, ông đề nghị doanh nghiệp xuất nhập khẩu hai nước Trung Việt phải tăng cường trao đổi, sử dụng cách khai báo hai nước, khai báo trước chuẩn bị sớm. Tăng số ô tô vận tải và trao đổi chặt chẽ với tài xế lái thay, nâng cao hiệu suất đổi tài xế, đảm bảo thời gian thông quan hàng hóa chờ ở cửa khẩu. Được biết, mạng thông tin hợp tác SPS Trung Quốc ASEAN do Tổng cục Hải quan Trung Quốc và Ban thư ký ASEAN cùng phối hợp thành lập theo địa chỉ www chinaasean asean sps.com trong đó có hơn 7.500 nội dung bao gồm các quy định và tiêu chuẩn yêu cầu cụ thể về thương mại các hàng nông nghiệp và thực phẩm. Các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam có thể sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để tra các thông tin liên quan trên nó. Phần tin này do Sảnh Hoa, phóng viên Đài Phát Thanh Truyền hình Trung Trung Quốc thực hiện. Cảm ơn các bạn đón nghe.